Chào anh em nha. Hôm nay mình làm cái clip thay mặt kính của máy LG G8 nha các bạn. Đây các bạn, con này màn hình nó cũng cong nha các bạn. Đây, nó cong đây. Mà nó coi cái góc bo cong nó không có nhiều giống như mấy Samsung. Trước khi thay kính mình sẽ test lại cảm ứng nha các bạn. Này khách làm rơi vỡ nó dập chỗ này nha các bạn, dập trên đây. Được rồi, để quay máy này được. Giờ mình tiến hành mình tắt nguồn, mình tháo máy ra, mình thay kính nha các bạn. Con này đầu tiên mình tháo mặt lưng trước. Tháo viên pin ra nha các bạn. We'll be right back.
lên nha các bạn. Đã lấy mấy hai cái đầu này để mình vô chỉ mình cắt nha các bạn. Bây giờ mình đặt lên cái màn nhiệt cho nó nóng cái này. Thanks for having me.
Kính nó lại bo tròn xuống. Mà cái màn này là màn dẻo chứ không phải màn cứng nha các bạn. OLED dẻo. When it be cold.
hình vô cái trường để mình đặt kính nha các bạn. Các bạn.